Rồi chào bạn, lên cơm dưa rồi. Ngày hôm nay sẽ quay chậu. Cái chậu mà các bạn không có là quay cái miệng á, nhìn cái chậu nó thô chậu đúng không? Mình sẽ bữa nay mình sẽ quay cái miệng. Cái này bỏ khoảng chừng 3 ngày là bạn lấy lên quay liền nha, đừng để lâu quá nha, để lâu quá nó không tốt. Rồi con quay mình để nay có từng lấy rồi. Nó muốn hư hết rồi. Giờ mình phải chét lớp hậu dầu ạ. Cái con dao quay miệng này nè, mình có trong cho bạn ở trong cái mẫu dao á. Bạn sẽ làm đây nha. Bên đây mình quay. Cái này cũng đơn giản lắm, nhà tự mình làm được mà, không có gì khó. Bên đây mình nói hơi nhỏ bạn, hoàn cảnh trước nó lớn, họ mình khùng. Lấy cái đèn có xi măng, nó hơi đẹp, non. Làm xong cho vui nha các bạn. Thank you.
vậy đó, cái này xong rồi. Dầu. Vậy các bạn thấy cái nó đã hoàn thành được cái miệng nữa, miệng đã ngã ra, nó dành là đẹp đẹp cái miệng rồi. Mình đi sửa đen nào được ở đây, cái xe đã đổ xăng không phút cho đâu. Cái xe được. Thì chiếc xe mình bị sao chứ, đổ thừa cái xăng tao quánh cho. Thì lấy dắt chứ em. Thôi em đẩy xe lại nha. Chạy lại ngay qua đây. Xe sao chứ bị gì quá. Cái này giờ bắt làm đây, cái mấy con Dũng dẹp nghỉ rồi. Này bạn pha dừa thôi bạn, không lỏng mà cũng không đặc nha. Đó là bạn thấy rõ ta. Mình quay đèn đây cũng không lấy, quay kia cũng lấy khổ. Tối làm không biết sao cho bà con thấy rõ đó. Vậy bạn thấy rõ chưa? Okay. Tối làm khổ bạn. Mình bà xem cho vui nha. Giờ mình sẽ đổ hồ dầu ha. Khô cái này nước rồi.
rồi, ok. Dắt lại vào. Xong mình còn viết sơ bên cạnh này, nhìn cũng dễ coi thôi. Đây mình sẽ măng nhà chạy xuống để đây tí đóng rồi còn lấy nữa mà còn quay hai cái chậu kia. Bỏ nó tí đây đóng thôi. Hư bà khô quá. Mình chậu đi xong rồi, xong rồi con hoàn hảo. Mình sẽ quay đây cho bạn coi. Bữa tối quay không đi được mà, cảm nhiên. Chỗ đó con sọc quá, này chỗ này con sọc này mình làm lại nha. Bây giờ mình sẽ làm lại cái hồ lỏng làm lại cái. Rồi các bạn, thì đã hoàn thành rồi. Mình sẽ lấy cái cọ mình quét hết cái dòng nó xuống dưới cái nền cho nó cứng. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Chúc bạn được như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.